thác Đa Tan La Đà Lạt, nơi mạo hiểm giữa xứ mộng mơ. Cách 5 km là trung tâm Đà Lạt, chúng ta hãy dạo một vòng hồ Xuân Hương, ngắm cảnh nên thơ, non nước hữu tình tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Sau đó hãy xuất phát đến điểm khám phá phiêu lưu mạo hiểm nhưng tuyệt đẹp này. Từ nhà hàng Thủy Tạ, đi theo đường Hồ Tùng Mậu để đến quốc lộ 20, cung đường tuyệt đẹp để đến các điểm tham quan du lịch như nhà ga cáp treo đến Thiền viện Trúc Lâm, thác Đa Tan La, thác Ren. Trên đường đi còn có các homestay rất đẹp. Hai bên đường là rừng thông với những tán cây cao lớn vươn ra nhưng muốn ôm chầm lấy chúng ta. Bên phải là đồi núi, bên trái là vực thẳm. Một cảnh trời non nước đẹp không thể tả hết. Đi đến thác Đa Tan La là những cung đường rộng rãi và tuyệt đẹp. Ta có thể đi ô tô hoặc xe máy. Đường có nhiều đoạn lên dốc, nơi ta phải lên ga để xe tăng tốc. Có đoạn xuống dốc, nơi ta có thể ung dung thả ga và thư giãn để ngắm cảnh. Nhưng nhớ phải thật cẩn thận ở những khúc quanh co, phải giữ tốc độ an toàn. Giá vé vào cổng là 30.000 cho người lớn và 10.000 cho trẻ em. Xe máng trượt, bạn có thể mua một chiều với giá 80.000, nếu mua luôn vé khứ hồi thì rẻ hơn 10.000, đặc biệt là trò chơi vượt thác, giá vé là 1.650.000 đồng. Du khách rất yêu thích xe trượt thác này nên số lượng khách đợi rất đông. Vào các dịp lễ thì thường quá tải, nên bạn phải đợi rất lâu. Hệ thống máng trượt tại Đa Tan La được xem là máng trượt duy nhất của Đà Lạt. Máng có chiều dài 1.000m, uốn lượn quanh các sườn núi, có hệ thống phanh cảm biến để hãm bớt tốc độ của những xe đi quá nhanh, nhằm giữ khoảng cách an toàn giữa các xe. Đối với những người thích mạo hiểm, muốn có cảm giác mạnh hãy đẩy tốc độ lên mức tối đa 40 km/h để tận hưởng cảm giác mạnh mẽ, thú vị khi chiếc xe xé gió lao vun vút xuống núi. Với tốc độ từ 10 đến 20 km/h, du khách thỏa thích ngắm nhìn vẻ đẹp bí ẩn và thơ mộng của một danh lam thắng cảnh. Dẫu chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 5 km, nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ. Lắng nghe tiếng chim hót, tiếng reo trong ngần ngàn thông. Nhằm giữ khoảng cách an toàn giữa các xe, trượt trên máng ống là những chiếc xe đôi dành cho hai người, có tay phanh để điều chỉnh tốc độ theo ý muốn. Tốc độ trung bình là 10 đến 20 km/h, tốc độ nhanh là 40 km/h. Trước đây muốn xuống thác Đa Tan La phải vất vả vượt qua hàng trăm mét đường dốc thẳng đứng, và chỉ có cách duy nhất là đi bộ với thời gian từ 10 đến 15 phút. Nay có thể lên hoặc xuống thác rất nhanh từ 1 phút rưỡi đến 2 phút. Cảm giác rất hồi hộp và phấn khích, như muốn rớt tim ra ngoài. Trong năm 2018, Ban Quản lý Thác mới đưa vào hoạt động thêm một hệ thống máng trượt dài 2.400m, được coi là dài nhất Đông Nam Á, cho bạn thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn khi đến đây vui chơi. Khu du lịch thác Đa Tan La Đà Lạt, một trong những thác nước đẹp nhất tại Đà Lạt. Đà Lạt được mệnh danh là một địa điểm du lịch non nước hữu tình. Thác Đa Tan La có lượng nước dồi dào do thượng nguồn là nguồn nước ổn định. Thác Đa Tan La không ồn ào do chảy qua nhiều thềm đá.
thác đổ từ nền cao 20m, nước suối phần dưới tạo thành khu vực nước rất trong nên gọi là suối tiên. Phần sâu hun hút phía trên có một vực sâu gọi là vực tử thần. Theo truyền thuyết, do thác có vực sâu nằm lọt thỏm giữa một vùng đồi núi nên đã từng là nơi lánh nạn của một cánh quân của người dân tộc bản địa trong các cuộc chiến tranh với người Chăm từ cách đây hàng trăm năm trở về trước. Nhờ có ngọn thác này nên một cánh quân đã trụ lại và bảo toàn được lực lượng. Để trải nghiệm leo dây vượt thác, Datanla chào đón du khách với 7 tầng thác hùng vĩ. Dòng nước trong veo tuôn chảy qua sườn núi đá hoa cương, rồi dội xuống những phiến đá lớn tung bọt trắng xóa, ẩn hiện cầu vồng 7 sắc thật ngoạn mục. Đu dây vượt thác là một trong những môn thể thao mạo hiểm hiện đại nhất, cho phép bạn khám phá những bí mật của thiên nhiên hoang dã, khám phá bản thân mình, cùng lòng say mê bất tận. Khi băng qua dòng nước chảy xiết, ngâm mình trong làn nước trong xanh, đu dây xuống các vách đá treo leo, trượt theo dòng nước chảy, bơi lội, đi bộ len qua rừng rậm với những trang thiết bị leo núi chuyên dụng, đai lưng, móc khóa an toàn, dây leo núi, mũ bảo hiểm, áo phao, găng tay. Tay nắm chặt dây leo, chân đạp vào vách, người ngã ra vuông góc với vách núi. Sau giây phút chơi với, bởi những bước dò dẫm ban đầu, bạn sẽ có cảm giác thú vị tuyệt vời. Khi dễ dàng điều khiển tốc độ đi dây của mình, có thể dừng lại ở lưng chừng vách núi để chiêm ngưỡng những phiến đá hình thù lạ mắt, những đóa hoa rực rỡ trong khe đá, những chùm lá độc đáo, tuyệt đẹp. Đặt chân xuống đáy vực tử thần, bạn sẽ nổi bồng bềnh trên dòng suối và được dòng nước chảy xiết đẩy đến một vực khác, vực lưu thủy. Cùng sự chỉ dẫn, giúp đỡ tận tình của các hướng dẫn viên chuyên nghiệp, các bạn sẽ có cơ hội chinh phục thiên nhiên, chinh phục chính mình, vượt qua thách thức và tận hưởng một ngày du lịch thú vị, ý nghĩa và đầy trải nghiệm. Nếu có sức khỏe tốt và muốn thử thách lòng can đảm của mình, bạn có thể chinh phục cả 7 tầng thác Datanla. Sau khi làm quen với xe trượt, đi dây vượt thác để khám phá thế giới khác của thiên đường du lịch Đà Lạt, du khách có thể đi bộ theo đường mòn trong rừng, hoặc có thể đi cáp treo để trở về nơi xuất phát. Khu du lịch thác Datanla trang bị chỉ một cabin duy nhất để đưa du khách đi và về, do đó các bạn có thể chờ khá lâu. Trên đường đi, chúng ta sẽ tận hưởng một bầu không khí mát mẻ, trong lành, ngắm những cánh rừng nguyên sinh xanh ngắt, những vạt cỏ hồng chuyển màu vàng, óng ánh rực rỡ dưới ánh nắng vàng, những đồi hoa dã quỳ gom sắc nắng, nở vàng rực trên đồi hoang, sẽ khiến du khách nhanh chóng phục hồi sức lực sau các trò chơi mạo hiểm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã đến lúc nói lời tạm biệt thác Đa Tan La, tạm biệt nơi đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn trẻ, tạm biệt nơi thử thách lòng can đảm và nơi rèn luyện sức khỏe thật tuyệt vời. Xin mời các bạn xem clip tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với thung lũng tình yêu, nơi sẽ làm du khách nhớ mãi về một thành phố ngàn hoa thơ mộng và vô cùng xinh đẹp. Xin mời các bạn đăng ký kênh này để có thể dễ dàng nhận được video mới của chúng tôi. Xin cảm ơn.